tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ 58 đến 80 tuổi, thần tài báo mộng thoát nghèo, trúng số giàu sang, đổi đời ngoạn mục. Quý vị thân mến, người xưa quan niệm rằng trời sinh mỗi người mỗi số phận và sống chết cũng do số phận định đoạt. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, mọi sự may mắn đều do ông trời an bài. Phú quý sang hèn của mỗi người cũng do ông trời quyết định. Và cũng không có số phận nào thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được tử vi của mình thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài cầu lộc đều vẹn toàn, lại tránh xa được đại hạn, vận xui, khiến vận trình thêm hanh thông, may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy, khách đến chơi nhà sẽ chỉ toàn là thần tài, thần may mắn, quý nhân, tiền bạc và giàu có, hung tinh kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Phát Tài rất hoan hỉ khi được chia sẻ tới quý vị cùng các bạn vận trình tử vi cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, khổ trước xứng sau, về hậu vận an nhàn giàu có, đặc biệt từ năm 58 đến 80 tuổi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi qua lá số tử vi dưới đây của chúng tôi. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ 58 đến 80 tuổi, thần tài báo mộng thoát nghèo, trúng số giàu sang, đổi đời ngoạn mục. Trước tiên, mời quý tín chủ tuổi Bính Ngọ cùng chiêm nghiệm lại đôi nét về tính cách và cuộc đời mình. Thẳng như ruột ngựa cũng là câu nhận xét đúng với người tuổi Bính Ngọ. Họ trung thành và kiên định. Họ cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được sao. Là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết, Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần. Họ rất thông minh và tự tin. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa lửa được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Bính Ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên. Cuộc sống của Bính Ngọ không ổn định, họ thường nay đây mai đó. Để đạt được sự thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối. Tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, Bính Ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Về cuộc đời của Bính Ngọ thì ta cần hiểu điều này. Nôm na là kim loại cần phải bị nung chảy trước khi có thể trở thành một thanh kiếm. Cuộc đời của Bính Ngọ cũng như vậy, sẽ cần phải nung chảy, cần loại bỏ tạp chất, tức là những nhân tố không đồng hành với mình, sau đó tạo hình tạo dáng, rồi mới trở thành một thứ quý giá mà mình muốn mong. Sự nung chảy này chú định sẵn cuộc đời của Bính Ngọ sẽ không dễ dàng. Thỉnh thoảng tín chủ như khối kim loại thô, cần cuộc đời này rèn luyện. Nhưng cái sự thỉnh thoảng ý đã từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải chục năm về trước. Còn lắm lúc tín chủ lại là lửa trong lò, tinh luyện mọi thứ mà tín chủ tiếp xúc trong cuộc đời mình. Sự tinh luyện này đòi hỏi vô cùng nhiều kiên nhẫn, cũng đòi hỏi vô cùng nhiều mỏi mệt. Lắm uất ức, cũng lắm ưu tư, giản đơn vì người xung quanh không hiểu, người đồng hành không thấu, người kề cận không sẻ chia. Cô độc như ánh nến, tự cháy trong đêm tối vĩnh dạ. Nếu để cho một Bính Ngọ tự sống thì là điều đơn giản và dễ dàng, vì bản tính bẩm sinh của tín chủ vốn là sự tự lập, kiêu hãnh, tự trọng và không muốn nhờ vả ai. Nhưng mệnh số điểm xuyết cho Bính Ngọ đôi điều không thể buông bỏ, là những trách nhiệm đè nặng lên vai như xiềng xích quấn chân, khiến tín chủ không thể điềm nhiên mà tự lực tự cường. Tín chủ như cái đầu tàu kéo theo đó cả trăm toa, như con hồ đầu đàn
gồng gánh trên thân bao nhiêu là trách nhiệm. Nên cái con hổ hay xông xáo và đầy vẻ mạnh mẽ ở bên ngoài, lắm khi về nhà lại bạc nhược và chẳng thể kiên quyết. Lắm lúc nằm thở dài nghĩ, giá mình có thể vô tình hoặc ác một chút, đường đời này sẽ nhẹ nhàng hơn chăng? Chẳng có vấn đề gì với việc Bính Ngọ đang đi chậm rãi, hoặc cuộc đời Bính Ngọ không được tiến lẹ tiến mau. Chỉ cần Bính Ngọ không dừng lại, chỉ cần Bính Ngọ của hôm nay tốt hơn Bính Ngọ của ngày hôm qua, đấy đã là sự đang tiến bộ rồi. Tôi biết càng ngày Bính Ngọ sẽ càng khó để dứt bỏ những trách nhiệm Bính Ngọ đang chồng chéo trên vai. Càng ngày Bính Ngọ sẽ càng dễ phải đối mặt với những cảnh quái âm, những con người vô tâm mà Bính Ngọ từng nghĩ chỉ tồn tại trên truyện sách hay phim ảnh. Nhưng chúng ta đã qua rồi cái thời kỳ có thể lựa chọn bỏ cuộc, qua rồi cái thời kỳ có quyền từ bỏ, bỏ lại và lầm lũi một mình. Cho những điều mà Bính Ngọ đang gánh, cho những thứ mà Bính Ngọ đang kỳ vọng, cho những sợi xích quanh thân mình đang đợi tín chủ kéo dần đi lên. Mong Bính Ngọ luôn giữ được ngọn lửa lưu ly ở trong tâm, tự soi sáng cho bản thân, bơm cho mình thêm nhiệt tình và nhiệt huyết, rồi lại đương đầu với những thử thách cuối cùng mà mệnh số đặt ra cho mình. Hãy nhớ rằng không có một ai sinh ra là vĩ đại cả. Tín chủ trưởng thành và trở nên vĩ đại dần lên. Bính Ngọ có đủ khả năng để xử lý mọi vấn đề mà mệnh số vẽ ra trước mặt Bính Ngọ. Thời kỳ khó khăn, giản đơn là một giai đoạn để thức tỉnh tiềm năng trong bản thể của Bính Ngọ. Có vậy thôi. Quý tín chủ Bính Ngọ thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 58 tới 80 tuổi. Nhìn chung ở độ tuổi này, tín chủ phải đối mặt với bước ngoặt lớn lao về lao động và nghề nghiệp. Đó là chuyển từ trạng thái lao động, tức là bận rộn cùng với công việc bạn bè, sang trạng thái nghỉ ngơi, chuyển từ trạng thái tích cực khẩn trương sang trạng thái tiêu cực xả hơi. Do vậy mà tín chủ sẽ phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Tín chủ dễ gặp phải hội chứng về hưu. Tín chủ sẽ xuất hiện một số biểu hiện tâm lý sau đây. 1. Sự cô đơn và mong được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Con cháu thường bận rộn với cuộc sống. Điều này làm cho tín chủ cảm thấy mình bị lãng quên và bị bỏ rơi. Tín chủ rất muốn tuổi già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác xem mình không là người vô dụng. Tín chủ rất muốn được nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình và ngược lại. Thời gian này ở nhà một mình khiến tín chủ cảm thấy cô đơn vô cùng. 2. Cảm nhận thấy bất lực và tủi thân. Đa số tín chủ nếu vẫn còn sức khỏe, có thể giúp con cháu một số việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình hoặc có thể tham gia được các sinh hoạt giải trí cộng đồng. Nhưng cũng có một số người do tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy, dễ nảy sinh tâm trạng chán nản, buồn phiền hay tự dằn vặt mình. 3. Nói nhiều hoặc trầm cảm. Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình, nên tín chủ có thể hay bắt lỗi, nói nhiều và có khi còn làm cho người khác khó chịu. Với một số người bảo thủ và khó thích ứng với sự thay đổi, cộng với sự giảm sút của sức khỏe, khả năng thực hiện công việc hạn chế, nếu thời trẻ có nhiều ước mơ không thực hiện được hoặc không thỏa đáng, không hài lòng, có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính hay ghen tị, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu vì tín chủ cho rằng mình có quyền đó. 4. Nóng nảy, dễ căng thẳng. Bước vào tuổi 60, tín chủ thường khá nóng tính và dễ tự ái, dễ tự ti, hay suy nghĩ tiêu cực nên tâm lý cũng hay nóng nảy. Vị trí xã hội thay đổi, từ người chăm sóc gia đình trở thành người được con cháu chăm sóc. Tín chủ đã bị mất đi địa vị vốn có, nên rất dễ bị tác động và khả năng kiềm chế cũng không cao, dễ sinh sự với những điều nhỏ nhặt. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người rất hay phiền muộn, mất ngủ nên tinh thần họ bị tụt dốc, thường xuyên bị căng thẳng. Ngoài căng thẳng ra thì người lớn tuổi cũng có thể dễ mắc các bệnh lý khác nên chú ý quan tâm để tránh rơi vào các tình trạng tiêu cực. Sau đây là lời khuyên trên từng phương diện dành cho Bính Ngọ.
Về công việc, Đương Số nếu đã về hưu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, không còn phải quá vướng bận về công việc hay mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thuận lợi, ít sóng gió. Nếu vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến, làm tốt công việc và chức vụ hiện tại. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận trong quá trình giao tiếp để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến những tai ương không đâu. Về tiền bạc, các nguồn thu khá dồi dào và ổn định, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Ngay cả người về hưu cũng có nguồn thu nhập thụ động riêng, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà. Việc làm ăn có thể mở mang, nhưng nên đề phòng xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền mất của. Việc chi tiêu cũng nên cân đối. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo khá bình ổn, gia đình hòa thuận, trên dưới đồng lòng. Bản mệnh đôi khi có phần nóng tính, nên tiết chế để gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cư xử điềm tĩnh tạo thành tấm gương cho con cháu. Về sức khỏe, tuổi tác càng cao, bản mệnh càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe và giữ sự an toàn cho chính mình. Cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa rượu bia. Tín chủ tuổi Bính Ngọ đặc biệt chú ý, sau đây là những điều tín chủ cần biết để từ ngay bây giờ đến khi 80 tuổi được an nhàn, thành thơi. Từ 58 đến 80 tuổi, đứng bên kia sườn dốc cuộc đời mà nhìn, Bính Ngọ đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn mà bản thân mình lại rất bé nhỏ, có những sự tình không cần phải xem nó nặng như trước. Mệnh số tuổi Bính Ngọ vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ trích bản thân. Vận trình vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cớ chi phải gượng ép bản thân chống lại trời đất. Đã cố gắng hết mình rồi, cho dù kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được vĩnh hằng. Từ 58 đến 80 tuổi, Bính Ngọ hiểu được rằng đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li. Những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được thì không cần phải phỏng đoán. Có những lý lẽ nghĩ không thông thì không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở góc xó không có ai. Vậy nên, Bính Ngọ tự nhắc nhở bản thân rằng tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Từ 58 đến 80 tuổi, Bính Ngọ ngộ được rằng vận mệnh sẽ không vì những lời oán trách của mình mà thay đổi. Lòng người sẽ không bởi bản mệnh phiền muộn mà đổi khác. Dù đương sự oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y như vậy. Dù mệnh chủ có buồn hay không, lòng người cũng sẽ y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là bản thân, thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính mình. Vận mệnh Bính Ngọ đâu có chuyện vạn sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. Đã như vậy, sao ta lại không mỉm cười? Nếu như đã vậy, hà tất phải phiền muộn lo âu? Vận mệnh đời người, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Bính Ngọ nhận ra, vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Từ 58 đến 80 tuổi, Bính Ngọ đã hiểu được rằng đừng làm khó bản thân. Một người long đong khổ sở sống ở thế gian này, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi. Cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua. Bính Ngọ nên sống vì bản thân, dù cuộc sống cho tín chủ điều gì, đều thản nhiên vui vẻ đón nhận. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác. Hãy là chính bản thân mình, đi tốt con đường mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Từ 58 đến 80 tuổi, Bính Ngọ hiểu được rằng với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay. Trong lòng có chuyện sầu não, hãy nhận lỗi với người khác.
Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bính Ngọ đã hiểu được, đừng làm khổ bản thân, đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, bôn ba cũng được, lăn lộn cũng được, đều chỉ là nháy mắt. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa. Không cưỡng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh. Không so đo, không tính toán, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm. Không hâm mộ phần hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước chân tự tin, kiên định với lựa chọn của riêng mình. Lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình. Bước vào tuổi già, đã tới lúc Bính Ngọ nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão, không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Bính Ngọ biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng, Bính Ngọ không còn tất bật lo cơm nước, đưa con cháu đi học nữa, mà thảnh thơi hít thở không khí trong lành, thư giãn cơ thể, chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Từ 58 đến 80 tuổi, Bính Ngọ không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi nuôi gà trồng hoa, thả cá, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới ở đây, tiện tay mua ít thức ăn về nhà, thong thả làm vài món giản đơn, thêm vào mâm cơm để cả gia đình thưởng thức. Bính Ngọ cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già, tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong ngày vừa qua. Đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát, vừa là bạn đời, vừa như tri kỷ. Từ 58 đến 80 tuổi, thay vì cuối tuần nằm ườn cả ngày trên giường để hồi phục sức lực sau cả tuần làm việc mệt mỏi như thời tuổi trẻ, Bính Ngọ có thể chăm lo, vun vén sở thích của mình nhiều hơn. Thích hoa thì nuôi hoa, thích sách thì đọc sách, thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà, phẩm trà. Càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của chúng ta càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, bản thân chúng ta lại càng phong phú và quý giá hơn. Bính Ngọ được tạm biệt quãng thời gian chỉ biết chăm chỉ tiết kiệm tiền, nuôi con trẻ ăn học, chăm lo miếng cơm manh áo, hay sốt sắng mỗi lúc con đau ốm bệnh tật. Đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể tự thưởng cho mình chuyến du ngoạn để mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào suốt thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mát mùa hè, lá phong đỏ rực sắc thu, sông băng núi tuyết trời đông, còn có mặt trời mọc trên núi, mặt trời lặn ngoài biển, và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà Bính Ngọ chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng ngoài thế giới rộng lớn bao la kia. Chỉ có đi khắp núi sông, Bính Ngọ mới hiểu giang sơn, chỉ có nếm đủ chua ngọt vui buồn, Bính Ngọ mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, Bính Ngọ càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Chờ ngày tuổi tác tăng dần lên, cuộc sống thành thị nhộn nhịp đã không còn phù hợp nữa, Bính Ngọ mong ước trở về căn nhà nhỏ ở quê hương Thanh Bình. Vào thời điểm đó, công việc đã nghỉ hưu nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Đến thời điểm này rồi, mỗi thời mỗi khắc trôi qua đều dùng để hưởng thụ, nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Bính Ngọ cùng những người chí cốt cùng sinh ra tử ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng. Từ 58 đến 80 tuổi, tâm trí Bính Ngọ đã bình yên, không còn lo được lo mất. Bính Ngọ hiểu rằng mọi thứ đều có số mệnh, những gì nên có thì trời sẽ cho, cái gì mất đi thì không nuối tiếc, thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu. Thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Qua thời gian,
mọi ký ức lắng đọng sẽ dần biến thành báu vật vô giá, không ai có thể lãng quên. Quý tín chủ tuổi Bính Ngọ thân mến, về già có lẽ sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của tín chủ. Vậy nên ngay từ bây giờ, tín chủ hãy nhớ giúp tôi 5 điều không nên làm sau đây để bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ nhất, tránh tập luyện vào sáng sớm. Nhiều người thường có thói quen tập luyện thể dục, thể thao vào sáng sớm. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, từ 4 đến 6 giờ sáng, thân nhiệt cao dễ làm huyết áp cao. Nếu vận động mạnh hoặc đi bộ quá sức sẽ làm tim ngừng đập. Do thế, đây là điều quan trọng cần được lưu ý trong 5 điều không nên làm khi về già. Có nhiều trường hợp, người lớn tuổi sau khi đi bộ về đổ mồ hôi, tắm xong dẫn đến đột quỵ. Thế nên, người cao tuổi nên vận động vào khoảng chiều mát mẻ là thời gian hợp lý nhất. Bên cạnh đó, khi tập luyện không nên quá sức, chỉ vận động một cách nhẹ nhàng. Khi người đổ mồ hôi, chỉ nên tắm sau khoảng 30 phút tới 1 giờ, không được tắm ngay sau đó. Thứ hai, không nên ngồi dậy vội vàng. Người lớn tuổi thần kinh sẽ ngày càng chậm chạp hơn. Nếu khi đang ngủ, bị gọi đột ngột và ngồi dậy ngay, sẽ dễ khiến huyết áp bị tăng nhanh. Vậy nên, không đứng lên hoặc ngồi dậy quá vội vàng là một trong 5 điều không nên làm khi về già. Khi bị gọi hoặc muốn dậy, hãy nhắm mắt lại thêm nửa phút, sau đó mới từ từ ngồi dậy và xoa tay, xoa chân cho ấm. Cuối cùng, bắt đầu bước xuống giường và đứng dậy. Tương tự, khi mới ngủ dậy thì không nên đứng lên ngay. Lúc này cơ thể đang trong trạng thái không cân bằng, dễ mà dẫn tới té ngã. Thứ ba, không ngoảnh đầu đột ngột. Đối với người lớn tuổi, mạch máu bị xơ cứng, nên nếu đột ngột ngoảnh đầu về sau, rất dễ làm thiếu máu não và gây choáng hoặc bị ngã. Vậy nên, một trong 5 điều không nên làm khi về già là khi đang ở trạng thái bình thường và bị gọi đột ngột, người cao tuổi nên xoay chậm cả người lại nhìn, không nên chỉ xoay mỗi cổ. Thứ tư, không đứng tư thế co một chân. Người lớn tuổi xương cốt cứng cáp, không còn dẻo dai như khi còn trẻ. Thế nên, nếu đứng co một chân trong lúc mặc quần áo, rất dễ bị ngã người ra sau. Do xương của người cao tuổi dễ gãy và khó lành, nên tốt nhất khi mặc quần áo nên ngồi trên giường. Nếu mặc quần áo trong nhà tắm, nên dựa vào tường khi mặc quần để giữ thăng bằng và tránh bị vướng ống quần. Ngoài ra nên chú ý nhà tắm trơn trượt, dễ mà dẫn đến té ngã khi thay quần áo. Thứ năm, hạn chế ngửa cổ quá lâu. Thông thường, giữa các đốt sống cổ sẽ có chất bôi trơn để cổ hoạt động linh hoạt. Thế nhưng khi về già, chất nhờn này cũng sẽ tiết ra ít hơn. Khi ngửa cổ quá lâu, phần xương đốt sống cổ sẽ làm tổn thương mạch máu não, dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Vậy nên, một trong 5 điều không nên làm khi về già là người lớn tuổi không nên ngửa cổ lâu. Khi ngồi, nên có gối đệm cổ. Nếu không có đệm gối, nên ngồi giữ thăng bằng, chỉ ngửa cổ ra sau một thời gian ngắn. Sau đó, người lớn tuổi có thể xoay nhẹ cổ để tránh đau nhức. Còn bây giờ là lời nhắc mệnh dành cho Bính Ngọ. Người đến tuổi già nhất định phải hiểu, đừng sống quá mệt mỏi, đừng quá bận rộn, muốn ăn đừng than đắt, muốn mặc đừng nói lãng phí. Buồn phiền tìm bạn bè dùng bữa, buồn ngủ nằm xuống là ngủ thiếp đi. Sự an tâm trong tâm hồn luôn là thứ đẹp nhất, hạnh phúc mỗi ngày mới đúng. Người đến tuổi già, bình thản vô tư là quan trọng nhất. Nước càng sáng càng trong, người càng thản nhiên càng nhiều hạnh phúc hơn. Vì vậy, trong cuộc sống của người lớn tuổi, điều giá trị nhất là có thể có một sự bình an, yên tĩnh. Chỉ có bình tĩnh đối xử với chính mình, yêu mến món quà Thượng Đế ban cho, trái tim của chúng ta mới có thể chứa đầy hạnh phúc. Người đến tuổi già sống với một thái độ tốt, chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui vẻ. Con người sống với một tâm thái tốt, mọi thứ đều tốt. Con người khi tới tuổi già, đừng sống dưới miệng lưỡi của người khác, cũng đừng sống dưới ánh mắt của người khác. Tốt nhất là sống trong thế giới đơn giản,
và hạnh phúc của riêng mình. Người đến tuổi già học cách tự chăm sóc mình. Mặc oán quang âm thúc nhân lão, bình hòa tâm thái tẩu đại đáo, thiên đại tự thân mạc phiền não. Tạm hiểu rằng, con người đến tuổi già càng phải hiểu được từ trong bốc đồng và lo lắng, trở về tâm thái bình tĩnh, thư giãn, không quan tâm quá nhiều, không tính toán quá nhiều. Hãy nhớ thả lòng bản thân, thoát khỏi sự mệt mỏi, đừng để cho mình sống quá mệt mỏi. Người đến tuổi già biết lựa chọn thứ gì là tốt. Cuộc sống của con người hiếm khi được hồ đồ, hiếm khi bị hồ đồ. Sống quá rõ ràng mới là điều khó hiểu nhất. Người cao tuổi thông minh, có sự hiểu biết về cuộc sống, đều biết nên làm thế nào để lựa chọn, biết ở độ tuổi nào nên tính toán những gì, không nên tính toán những gì, có được có mất, có cho có nhận. Vì vậy, lớn tuổi rồi, chúng ta phải biết sẵn sàng ăn uống vui chơi, sẵn sàng đối tốt với bản thân. Cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi Phú Quý Phát Tài. Còn bây giờ là xin chào, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.